Sau đây Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái của các táo. Và Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái trên nền nhạc. Các táo chú ý, khi nào nhạc lên thì các táo đi. Khi nào nhạc dừng, các táo tùy thuộc vào tâm trạng lúc bấy giờ của mình mà dừng làm sao cho nó hợp lý. Tất cả các táo sẵn sàng. Chuẩn bị. Một câu vậy thôi. Này, anh bảo này, chú bật nhạc to lên tí, anh bị sập hầm tai hơi ngãnh ngãng. Các táo sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng. Nghe nhạc nhá. Rồi. Chuẩn bị. Ui dồi, kinh quá nhỉ. Ok ạ. Ngọc Hoàng tuyển trợ lý không cần các táo phải chạy. Không cần chạy. Không chạy. Không chạy như thế nào? Không cần phải chạy. Âm nhạc bắt đầu. Tụt sò huyết rồi. Tụt huyết áp rồi. Sáng đói quá, vào ăn bát mì nó tính 100.000 xót ruột lại nó quay ra. Tụt sò huyết. Như vậy là anh Thổ dừng cuộc chơi. Chúng ta còn lại 4 táo. Không, như thế thì không fair. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tuy là có tuổi rồi, sức khỏe không còn nhiều nhưng mà kinh nghiệm thì vẫn có thừa.